Vào sáng nay tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân khu 3 đã gặp mặt biểu dương tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự. Hội nghị đã tôn vinh biểu dương 43 tập thể, 69 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là những tập thể cá nhân xuất sắc, những nhân tố điển hình tạo ra động lực mới xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong các bệnh viện và chất lượng giáo dục đào tạo trong các nhà trường. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang quân khu.